Chào anh em nhé, thì ở video này mình sẽ trên tay và mở hộp một cái ổ khóa điện sử dụng vân tay. Ổ khóa này có thể sử dụng cho ngăn kéo hoặc là cửa tủ gì đó. Thì để biết cái ổ khóa này hoạt động và sử dụng thế nào thì mời anh em theo dõi video nhé. Đây, mình sẽ mở hộp cái ổ khóa này. Thì đây bên trong là đây sẽ có một cái nút cảm biến vân tay này. Đó, cái này thì anh em bán ở ngoài thôi. Đây, tiếp theo là một cái đây là một số ốc vít và một cái này mình để em gắn ở bên trong. Thì tí mình sẽ lắp lên cái cửa tủ mình luôn, anh em để theo dõi và lắp theo nhé. Đây cuối cùng là một cái bộ phận điều khiển chính luôn. Đây là cái chốt để mình có thể gắn ở cái phía đầu kéo ra mở vào của cái ngăn kéo. Đây là cái chốt này. Đây là một cái có một cái dây kết nối với cả cái cảm biến vân tay này. Đó. Và đây là một cái hướng dẫn sử dụng. Đây một mặt tiếng Anh và một mặt tiếng tàu tiếng Trung Quốc. Ok. Này để đây qua bên nhé. Thì đây là toàn bộ cái bộ khóa và vân tay. Đây mình sẽ kết nối hai cái này với này, mình sẽ kết nối hai cái này với nhau nhé. Rồi. Thì theo nhà sản xuất là cái này có thể lưu được 20 vân tay và cảm biến này là cảm biến 360 độ, vậy mình để đặt chiều nào cũng được. Đó. Thì cảm biến này có thể dùng cho 20 vân tay là 20 người đấy. Thì mình thấy nó khá nhiều. Cái thời lượng sử dụng này thì rất là lâu. Nó không ghi chính xác bao nhiêu nhưng mà nó tùy theo cái mức độ sử dụng của mình thôi. Khi nào hết pin thì mình có thể sạc rồi dùng tiếp được nhá. Đây mình sẽ thử ở đây nhá. Cái này là có thể cái này trước tiên mình mới mua về là mình có thể mở luôn này, gỡ luôn này nên mình chưa cài vân tay. Đó, đây là vân tay nặng được, tại vì đây là mình chưa cài vân tay. Đó. Thì để cài vân tay thì nó sẽ hai loại vân tay là vân tay của admin, là một người có thể set cả cái hoạt động sau này của nó, và một loại vân tay là vân tay của các thành viên. Thì cái vân tay của quản trị viên này thì chỉ có nào được một lần thôi. Thì vân tay này sử dụng để thực hiện tất cả thao tác về sau. Thì để nhập cái vân tay của quản trị viên thì anh em giữ trong 5 giây. Đó, bây giờ 5 giây nhé. Mình giữ 5 giây thôi. Đó, trong bây giờ cái đèn màu xanh này nó nhấp nháy. Thì mình có thể đặt cái vân tay đó vào 5 lần. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Đó, và nó chớp nhanh này thôi. Đó, là bây giờ là nó sẽ được nhập cái vân tay của quản trị viên rồi. Thì chỉ vân tay này có thể cài cái vân tay thành viên còn lại. Thì bây giờ mình sẽ cài cái vân tay. Đây, mình sẽ thử vân tay khác. Nó sẽ không được. Đấy, nó sẽ nháy đỏ. Đó, chỉ vân tay của người đã nhập thì mới mở được rồi. Thì để nhập vân tay của người dùng thông thường thì mình có thể dùng vân tay của quản trị viên giữ trong vòng 5 giây. 2 Đó, cho đèn nó nhấp nháy xanh này. Thì mình có thể dùng vân tay thành viên mình nhập vào. Thì việc mình dùng tay đi. À đâu, đây mình chấp nhận một lần nữa của quản trị viên. Sau khi nhập như là thì thành viên này, nhân vân tay thành viên này.
một lần này, hai lần này, ba lần này, bốn lần này, năm lần này, đó, thế là xong. Thì bây giờ chỉ có vân tay quản trị viên và vân tay đã được nhập thì mới mở được cái khóa này thôi. Đó. Đây, mình dùng vân tay khác này, nó sẽ không được. Đấy, tương tự thì bây giờ cài cái vân tay thành viên còn lại thì vẫn như bước đấy thôi. Dùng vân tay quản trị viên giữ 5 giây cho cái đèn nháy. Mình chấp nhận một lần, sau đó nhập vân tay các thành viên vào. Thì mình thấy cái bộ này nó bán trên Banggood với giá là khoảng hơn 400.000. Thì mình thấy cũng được, cũng hơi đắt. Nhưng mà với cái tính năng của nó thì mình nghĩ là ok. Đó. Thì bây giờ khi lắp lên á, thì anh em khoan một cái lỗ. Khoan một cái lỗ khoảng đây, khoan một lỗ vừa với cái lỗ này, xong mình nhập này vào, mình bắt vít. Không chẳng có bắt vít đâu, anh em nhập vào được. Sau cái này thì gắn ở phía trong. Đó, anh em để ở phía trong. Thì có cái này là một cái chốt. Anh em gắn lên cái phía trên của cái cơ phụ bộ phận cửa tủ ấy, đấy nó sẽ nhảy. Đó, khi mình nhập xong thì đây mình nhập vân tay vào, nó tu xuống mình có thể kéo ra. Thì cái này nó có thể đẩy ra luôn này, cái này nó dùng để đẩy cái em kéo mình ra luôn. Đó. Thì xong mình ấn vào thì nó sẽ vào nhảy. Đó. Đây ở đây có mỗi cổng sạc sao này. Đây cổng micro USB. Đó. Đây là cây ốc của nó thôi. Thì bây giờ mình sẽ lắp lên cửa tủ thực tế cho anh em xem nhé. Bây giờ mình sẽ gắn vào cái cánh cửa nhé. Mình gắn ở đây nhưng mà thôi gắn đây nó ấy nhé. Mình cái này. Thì cái phần này này mình sẽ gắn ở bên cánh này. Đó, sẽ gắn bên cánh này. Còn cái này, cái phần chốt này thì mình gắn ở bên đây. Hướng ngoài này. Nhé. Bây giờ đây là mình vừa gắn xong cái khóa lên cái cửa tủ nhé. Nhưng mà tủ đang khóa thì sẽ không mở được đâu. Mình sẽ để vân tay vào nhé. Đó. Rồi, mở được. Thì tự động lúc mình mở xong á thì nó có một nấc nãy đây này. Nó sẽ đẩy cái cửa luôn. Đây. Mình đóng vào nhé. Đây đóng nhé.
vân tay đây, vân tay mình không cài đặt này, đấy thì không mở được luôn. Vân tay mình cài đặt nhé, đó mở được, đây khóa đây, đó lắp thì cũng dễ thôi, em chỉ căn chuẩn cái vị trí của này, mình căn này trước này, sau mình căn cái chốt này, căn cho cái khớp này nó vào đúng với cái giữ này được, đó, ok. Anh có thể lắp ở cái ngăn kéo này, ngăn kéo này cái bộ phận cảm biến để đây này, còn bộ phận giữ ở để đây, đây nó có một đèn đây, đây có một cái nấc rồi, mình không cần làm gắn cái giữ được, đó, đây mình gắn vào cái tủ này, đóng này, đóng kêu cạch cái, mở nhá. Ok, anh em nào muốn mua cái khóa này có thể ấn vào cái link mình để dưới phần mô tả, nó dẫn đến cái trang mua luôn. Ok, chào anh em nhé.